vui được gặp lại quý vị trong phần cuối cùng của chương trình tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FPNC. Kính thưa quý vị, chính sách bảo hộ kinh tế sẽ có thể tác động xấu tới thị trường mở và tự do thương mại tại khu vực châu Á. Đây là nhận định của Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra mới đây. Bà Lagarde, Giám đốc Quỹ tiền tệ cho hay, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đang bắt nhịp khá tốt với chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, song nếu quá trình này trở thành sự thật, nó có thể tác động xấu đến nền kinh tế tại các nước trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, bà Lagarde cũng liệt đi những lo lắng của một số nhà đầu tư về những con đường tiền tệ khác nhau của những ngân hàng lớn có thể tác động tới nguồn vốn đầu tư vào châu Á. Bà Lagarde cũng nhấn mạnh rằng, các nhà làm chính sách sẽ phải có những công cụ và phương tiện truyền thông cần thiết để ngăn cản quá trình chuyển dịch của thị trường. Về vấn đề thương mại toàn cầu hóa thì bà Lagarde cho biết, mọi thỏa thuận thương mại đều phải tuân thủ những nguyên tắc chung và những cơ chế chống tranh chấp hiện hành. Song giám đốc IMF cũng không dám chắc rằng liệu những chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump có tuân thủ những luật thương mại chung này hay không. Vào thứ Hai ngày 6 tháng 11, thì các bộ trưởng tài chính EU đã đến Brussels, Bỉ để tham dự một cuộc họp của các bộ trưởng tài chính trong khu vực. Chủ đề lần này nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chống trốn thuế sau khi sự việc Paradise Papers bị rò rỉ. Vào thứ Ba, các quan chức của 28 thành viên EU và các quốc gia Liên minh châu Âu cho biết sẽ thảo luận kế hoạch về danh sách đen trong việc trốn thuế sau sự... Mới đây, thì nhà làm chính sách của Ngân hàng Anh Quốc cho biết các ngân hàng quốc tế tại Anh có thể sẽ dời đi hết trước khi tiến trình Brexit chính thức bắt đầu vào năm 2019. Đại diện của Ngân hàng Anh Quốc cho rằng nên xúc tiến tiến trình Brexit sớm trong năm tới để tránh tình trạng các ngân hàng bắt đầu chuyển trụ sở và việc làm ra khỏi Anh. Đồng thời, đại diện Ngân hàng Anh Quốc cũng cảnh báo, tình trạng bất ổn kinh tế chính trị cũng có tác động xấu tới việc kinh doanh, đầu tư và nền kinh tế. Vì thế, sẽ có một quá trình chuyển dịch mạnh trong lĩnh vực ngân hàng ra khỏi nước Anh. Hiện tại đã có nhiều ngân hàng bắt đầu lên kế hoạch gấp và sẽ bắt đầu chuyển trụ sở sớm, thậm chí trước khi quá trình Brexit hoàn tất vào năm 2019. Theo thống kê của Ngân hàng Anh Quốc vào ngày 1 tháng 11, nước Anh có thể sẽ mất khoảng 75.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Nếu như phía Anh không thể đưa ra bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với EU, và ít nhất là có khoảng 10.000 vị trí sẽ ra đi trong ngày đầu tiên Brexit chính thức có hiệu lực. Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết, có khoảng 50 ngân hàng đã bắt đầu thảo luận về việc chuyển địa điểm của mình trong khu vực châu Âu. Một năm sau khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thực hiện một chiến dịch thanh trừng tiền đen, có lẽ tác động tích cực lớn nhất của chiến dịch này là lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Song cũng không thể không kể đến nó là một nhân tố kéo lùi tốc độ phát triển kinh tế. Ngoài ra, chiến dịch này cũng tác động không hề nhỏ tới những người dân Nepal láng giềng, khi nhiều người còn đang giữ một lượng lớn tiền rupees của Ấn Độ trong tay, trị giá lên tới 55 triệu rupees tiền mặt. Một năm trước, chính phủ Ấn Độ đã thực hiện một chiến dịch tiền tệ hóa mạnh tay nhất từ trước đến nay nhằm chống nạn tiền đen và trốn thuế tại đây. Chính phủ Ấn Độ thực hiện thu hồi tất cả những tờ tiền có mệnh giá lớn 500 và 1.000 rupee, ngừng lưu hành. Đồng thời, việc này sẽ buộc người Ấn phải chuyển sang hình thức thanh toán điện tử nhiều hơn. Ngay sau chiến dịch chống tiền đen và trốn thuế này, Thủ tướng Modi đã nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều phía. Theo đại diện Bộ Tài chính, thì chiến dịch trên đã giúp Ấn Độ giảm phụ thuộc vào tiền mặt xuống gần 3,89 nghìn tỷ rupee. Tỷ lệ tiền mặt so với GDP hiện đang chiếm 9% GDP, thấp hơn so với 12% trước đó. Bên cạnh đó thì có thêm khoảng 5,6 triệu người đóng thuế mới trong danh sách đóng thuế. Khối lượng giao dịch qua tài khoản điện tử, thanh toán di động, chẳng hạn như Paytm và MobiQuick đã tăng cao, đạt 320,87 triệu rupee ngay sau khi thực hiện chiến dịch trên. Dù đạt được nhiều thành công, song thách thức từ chiến dịch này cũng không hề nhỏ. Mới đây thì đảng đối lập, đảng Quốc Đại đã tổ chức biểu tình tại nhiều thành phố lớn và đổ lỗi cho chiến dịch chống tiền đen và trốn thuế của Thủ tướng Narendra Modi đã đẩy nền kinh tế vào ngưỡng có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 3 năm qua. Và theo thống kê, có khoảng 1,5 triệu việc làm bị cắt giảm trong quý 1 năm 2017 do chiến dịch tiền tệ hóa trên. Tuy nhiên, chiến dịch này không chỉ tác động tới riêng Ấn Độ mà nó còn tác động tới nước láng giềng Nepal. Bởi hiện hàng ngàn người lao động di cư của nước này hiện vẫn đang giữ những đồng tiền cũ có mệnh giá 500 và 1.000 rupees và họ không thể đổi được bởi thời hạn đổi đã hết. Hiện tại, phía Ngân hàng Trung ương Nepal vẫn đợi câu trả lời từ Ngân hàng Trung ương Ấn Độ về việc đổi 55 triệu rupee Ấn Độ mà công dân Nepal đang giữ. Chính phủ Romania vừa đồng ý cải tổ luật thuế bằng một nghị định khẩn cấp hôm 8 tháng 11, bất chấp phản đối từ phía các nhà đầu tư, các hội đoàn thương mại và cả Liên minh châu Âu. Chính phủ Đảng Dân Chủ Xã hội Romania cho biết những thay đổi trong chính sách tài khoá sẽ làm giảm những nhiêu khê hành chính, trốn thuế và tăng thu cho ngân sách. Trong khi đó, thì phe phản đối cho rằng kế hoạch cải tổ thuế này đã diễn ra quá gấp gáp và đe dọa đến các người lao động ở khu vực tư nhân khi thu nhập bị giảm. Chính sách cải tổ bao gồm giảm thuế thu nhập từ 16% xuống còn 10%, trong khi quyết định chuyển nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội hoàn toàn cho người lao động.
Luật mới không chỉ là chuyển việc đóng thuế từ người chủ sang cho người lao động, mà chủ yếu để kiểm soát việc chuyển lợi nhuận của các công ty đa quốc gia ra nước ngoài. Chính phủ Romania kỳ vọng luật mới sẽ buộc các công ty đa quốc gia phải tăng lương cho người lao động để bù vào những khoản thuế phải đóng. Không có luật nào buộc các công ty tư nhân tăng lương cho nhân viên, điều đó là vi hiến. Như vậy, sang năm sau, người lao động sẽ bị giảm thu nhập vì luật mới này. Romania là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu duy nhất quyết định chuyển các nghĩa vụ đóng bảo hiểm an sinh xã hội hoàn toàn cho người lao động. Luật mới này sẽ áp dụng vào tháng 1 năm 2018. Người lao động tại Romania chỉ còn khoảng 7 tuần lễ để áp dụng theo luật mới. Hàng ngàn người lao động đang xuống đường biểu tình phản đối ở tòa nhà chính phủ. Các hội đoàn cho biết cũng sẽ xuống đường trong vài tuần nữa. Liên quan đến vụ Paradise Papers, hãng công nghệ Apple tuyên bố không có một hoạt động nào của họ tại Ireland đã được chuyển đến đảo Jersey để trốn thuế. Trong một thông báo hôm thứ Hai ngày 6 tháng 11, thì Apple cho biết đã nộp hàng tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho chính phủ Mỹ, theo đúng khung thuế doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài là 35%. Phản ứng của Apple xảy ra sau khi tài liệu về Paradise Papers tiết lộ Apple đã chuyển phần lớn các hồ sơ kinh doanh sang đảo quốc Jersey, nằm giữa Anh và Pháp, để hưởng mức thuế thấp. Tôi không hay ho gì khi Jersey bị đề cập đến như một trong những thiên đường trốn thuế trên thế giới, đặc biệt là khi chúng tôi đạt được những phát triển vượt bậc trong những năm qua. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để được các tổ chức uy tín như OECD hay IMF đánh giá cao. Hồi tháng 10, thì Apple cũng đã trả lời những chất vấn từ phía Hội các nhà báo điều tra ICIJ về những cáo buộc sau khi Ireland thay đổi khung thuế doanh nghiệp vào năm 2015. Apple đã bắt đầu chuyển các bộ phận chính của mình sang các quốc tịch Mỹ và châu Âu, sang quốc tịch đảo quốc Jersey. Theo Apple thì những thay đổi đó không nhằm để trốn thuế ở bất kỳ quốc gia nào. Họ cho hay công ty này là người nộp thuế nhiều nhất trên thế giới, lên đến 35 tỷ đô la trong 3 năm qua. Mới đây, sau một thập kỷ giữ nguyên lãi suất thì lần đầu tiên Ngân hàng Anh Quốc đã quyết định tăng lãi suất sau lần họp này. Ngay sau quyết định trên của Ngân hàng Anh Quốc thì đồng bảng Anh đã rất giá mạnh. Sau cuộc họp tài khoá mới đây, Ngân hàng Anh Quốc đã quyết định tăng lãi suất lần đầu sau 10 năm giữ nguyên lãi suất. Quyết định này của Ngân hàng Anh Quốc cũng đúng với dự đoán của các chuyên gia trước đó. Kể từ khủng hoảng tài chính năm 2007, đây là lần đầu tiên Ngân hàng Anh Quốc tăng lãi suất cho vay. Đồng thời, Ngân hàng Anh Quốc cũng cho biết lãi suất sẽ tăng dần trong 3 năm tới. Ngay sau thông tin trên, đồng bảng Anh đã rất giá mạnh, giảm hơn 1% so với đồng USD. Ngoài ra, trái phiếu chính phủ cũng giảm mạnh do thị trường tỏ ra thận trọng hơn trước thông tin có khả năng Ngân hàng Anh Quốc tăng lãi suất từ từ trong 3 năm tới. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng quyết định thay đổi lãi suất sau 10 năm giữ nguyên này, nó có thể tạo ra một sự bất ổn trong nền kinh tế nước Anh, đặc biệt trong thời điểm mà nước Anh đang tiến gần tới quá trình Brexit. Dự đoán kết quả của quá trình đàm phán Brexit sẽ tác động mạnh đến quyết định tăng lãi suất lần nữa của Ngân hàng Anh Quốc. Người dân Liban tại thủ đô Beirut lo lắng kinh tế nước này sẽ đổ vỡ sau khi Thủ tướng Saad al-Hariri từ chức đột ngột, cho dù chính phủ và Bộ Tài chính ra sức trấn an là sẽ không có xáo trộn tài chính. Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đột ngột từ chức hồi cuối tuần qua trong chuyến viếng thăm Ả Rập Saudi và quyết định không trở về Liban vì cho rằng có âm mưu ám sát ông và đổ tội cho Iran, một quốc gia đối thủ của Ả Rập Saudi. Vụ từ chức đã gây hoang mang trong giới chính trị tại Beirut và làm giới đầu tư mất lòng tin về quốc gia đang nợ nần như Liban. Cuộc bán tháo trái phiếu chính phủ Liban đã diễn ra vào ngày thứ ba liên tiếp. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liban Riyad Salemet đã lên truyền hình địa phương trấn an hệ thống tài chính không ảnh hưởng gì và thị trường tài chính Liban vẫn hoạt động bình thường. Ngân hàng Trung ương đã thực hiện những biện pháp phòng ngừa rủi ro trước khi có những lộn xộn chính trị, bởi vì chúng tôi đang sống ở một quốc gia không ổn định về chính trị. Kinh nghiệm năm 1993 đã giúp cho Liban có thể đối phó với những cuộc khủng hoảng chính trị tương tự là khá tốt. Với mức lợi nhuận và tăng trưởng thấp, Liban dựa vào lượng kiều hối của người Liban ở nước ngoài gửi về nước. Một số ngân hàng mua trái phiếu nợ của chính phủ đang lo lắng vì khoản thâm hụt ngân sách ngày càng cao. Hiện Ngân hàng Trung ương Liban đang ra sức duy trì lượng dự trữ ngoại tệ để giữ cho đồng bảng Liban ở mức 1.507 ăn 1 đô la Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Salemet cho biết hiện lượng dự trữ ngoại tệ của Liban đang ở mức là 44,3 tỷ đô la Mỹ. Mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 40%, thưa quý vị. Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC, từ đến nay thì tỷ lệ nợ hộ gia đình tại đây đã tăng lên 40% GDP. Tuy vậy thì cơ quan này lại cho rằng tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với mức bình quân trên thế giới. Các chuyên gia của tổ chức tín dụng Barclays nhận định, mặc dù có không ít lo ngại về tình trạng nợ hộ gia đình ở Trung Quốc, nhưng vấn đề lớn nhất
lại đến từ nợ của khối doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và các chính quyền địa phương. Trong đó, tình hình đòn bẩy doanh nghiệp đang đi vào ổn định. Thời gian qua, thì PBOC được đánh giá là đã có những bước đi tích cực trong việc bình ổn thị trường tài chính, qua đó góp phần làm giảm rủi ro của hệ thống ngân hàng so với cách đây một năm trước. Tuy nhiên, tình trạng nợ tại Trung Quốc tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế nước này, khi mà nợ trên GDP vẫn duy trì ở mức cao. Và vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.